Thưa quý vị, vừa qua chính sách giảm 50% thuế trước bạ dành cho những mẫu xe được sản xuất lắp ráp trong nước đã chính thức có hiệu lực. Trong phóng sự xe 360 ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng điểm lại giá bán hiện tại của những mẫu xe hạng B, phân khúc rất sôi động tại thị trường Việt Nam. Dựa vào doanh số bán xe hàng tháng của thị trường Việt Nam, ta có thể thấy phân khúc hạng B chính là phân khúc được ưa chuộng nhất hiện nay. Dự kiến trong thời gian tới, phân khúc này tiếp tục tạo thêm sức hút lớn hơn với khách hàng khi được giảm phí trước bạ 50%. Theo nội dung của Nghị định 103/2021/NĐ-CP, qua đó, một nửa các mẫu xe thuộc phân khúc B được hưởng lợi từ nghị định này. Trong đó có những mẫu xe rất hút khách như Hyundai Accent, Toyota Vios, Honda City. Thế nên, nếu quý vị quan tâm đến phân khúc đầy sôi động này, hãy cùng chương trình cập nhật giá lăn bánh sau khi đã được áp dụng chính sách ưu đãi phí trước bạ. Cách tính giá xe sẽ dựa trên các điều kiện về thuế phí tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Tùy từng tỉnh thành sẽ có mức thuế phí cao hơn hoặc thấp hơn. Giá lăn bánh được tính như sau: bằng giá niêm yết của xe cộng phí trước bạ, bằng 10% giá niêm yết cộng phí đăng ký biển số 20 triệu đồng, cộng phí đăng kiểm 340.000 đồng, cộng phí sử dụng đường bộ 1 năm 1.560.000 đồng, cộng bảo hiểm dân sự bắt buộc 1 năm 450.700 đồng. Trước tiên, chúng ta hãy cùng điểm danh qua các mẫu xe không được hưởng chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ trong phân khúc này. Trong đó có những cái tên như Mitsubishi Outrage, Nissan Almera, Mazda 2 Sedan, Volkswagen Polo. Đây đều là những mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc. Với Mitsubishi Outrage, giá bán niêm yết của mẫu xe này là từ 375 đến 485 triệu đồng. Theo tính toán, giá lăn bánh của mẫu sedan này dao động từ 435 đến 556 triệu đồng với khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù không được hưởng chính sách giảm phí trước bạ, nhưng Mitsubishi Outrage có lợi thế về giá bán khi là một trong những mẫu xe rẻ nhất phân khúc. Nissan Almera có giá bán niêm yết từ 469 đến 579 triệu đồng. Khi tổng tất cả các chi phí, giá lăn bánh của mẫu xe này sẽ từ 538 đến 659 triệu đồng. Cùng tầm giá với Almera là Mazda 2 Sedan có giá niêm yết từ 479 đến 599 triệu đồng. Giá lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ dao động từ 559 đến 681 triệu đồng. Còn với Volkswagen Polo, đây là mẫu xe châu Âu duy nhất ở phân khúc hạng B. Vì thế sẽ không khó hiểu khi nó có mức giá đắt nhất phân khúc. Giá của một chiếc Polo là 699 triệu đồng. Vậy giá lăn bánh tạm tính của mẫu xe này tại thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng 791 triệu đồng. Tuy không được hưởng chính sách giảm lệ phí trước bạ, nhưng những mẫu xe trên vẫn đang có những ưu đãi riêng của từng hãng. Đến với các mẫu xe đủ điều kiện áp dụng chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Đầu tiên là mẫu xe đang có doanh số đứng thứ hai toàn thị trường Việt Nam, Hyundai Accent. Mẫu xe này hiện tại đang có giá bán niêm yết từ 426,1 đến 542,1 triệu đồng. Vì thế, khi áp dụng ưu đãi, phí trước bạ của mẫu xe hàng sẽ từ 21,3 đến 27,1 triệu đồng. Góp phần giảm giá lăn bánh của mẫu xe này chỉ còn khoảng 469,7 đến 591,5 triệu đồng. Mức giá này sẽ tiếp tục giúp Accent tăng sức hút hơn bao giờ hết. Đối thủ chính của Hyundai Accent là Toyota Vios cũng nhận được ưu đãi phí trước bạ. Mức giá lăn bánh của mẫu xe Nhật sẽ dao động từ 524,3 đến 581 triệu đồng cho 5 phiên bản, với mức giảm lệ phí trước bạ từ 23,9 đến 29,05 triệu đồng. Tiếp theo, một mẫu xe cũng được khách hàng khá ưa chuộng trong phân khúc hạng B là Honda City. Tổng xe bán ra tính tới tháng 10 2021 của mẫu xe này là 6.999 chiếc, đứng thứ ba phân khúc. Ưu điểm của Honda City là thiết kế đẹp mắt, trẻ trung và năng động. Hiện tại giá niêm yết của mẫu xe là từ 529 đến 599 triệu đồng cho 3 phiên bản. Phí trước bạ sẽ từ 26,5 đến 29,95 triệu đồng. Do đó, giá lăn bánh của Honda City dao động ở mức 577,8 đến 657,3 triệu đồng. Mẫu xe cuối cùng trong phân khúc được nhận ưu đãi 50% phí trước bạ là Kia Soluto. Trong phân khúc hạng B, Soluto là mẫu xe ít sức cạnh tranh so với những mẫu xe trên. Mẫu xe hàng có giá niêm yết từ 369 đến 469 triệu đồng với 4 phiên bản. Mức giảm khi áp dụng ưu đãi 50% phí trước bạ sẽ từ 18,5 đến 23,45 triệu đồng. Điều này giúp Soluto là mẫu xe sedan hạng B có giá lăn bánh hấp dẫn nhất phân khúc, chỉ từ 409,8 đến 514,5 triệu đồng. Hy vọng với mức giá lăn bánh này sẽ giúp đại diện từ hàng có sự khả quan hơn về doanh số. Với những chính sách ưu đãi cần thiết như thế này, phân khúc xe hạng B hứa hẹn sẽ tiếp tục hút khách, đồng thời cũng thúc đẩy sức mua của toàn thị trường ô tô Việt Nam giai đoạn cuối năm 2021 cũng như những tháng đầu năm 2022.